điểm nhé. Xin chào tất cả các bạn, tôi là Quốc Ánh, hiện đang phụ trách bộ phận khảo sát của công ty cổ phần kiến trúc Kisato. Thì hôm nay là chuyến đi thứ hai của chúng tôi đến điểm khảo sát cho anh Điểm ở thôn Trung Hậu, xã Tiên Lỗ, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc. Và chuyến đi của chúng tôi ngày hôm nay thì có 3 người. Đầu tiên là tôi, bên trên là anh Lương, giám đốc đang lái xe kia, và bác Trình là cố vấn của công ty. Sau đây xin mời các bạn ngắm qua cái cung đường của chúng tôi đi nhé. Và trước mặt của các bạn đây là cái cung đường. Thì còn khoảng 10 cây nữa là chúng tôi đến xã Tiền Lỗ, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc để khảo sát nhà cho anh Điểm. Thì vừa rồi là chúng tôi vừa đi cái qua cầu Yên Thịnh. Cầu này dài khoảng 600 mét này anh nhỉ? Chắc tầm đấy. 600 mét đấy. Cây. Đấy thì đây là chuyến đi thứ hai trong ngày hôm nay. Vừa rồi thì chúng tôi có khảo sát cho chị Mai ở huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội. Thì như các bạn biết thì hiện nay công ty chúng tôi là công ty đầu tiên và duy nhất ở trên thị trường mà có thể là phục vụ 63 khách hàng, 60 khách hàng ở trên 63 tỉnh thành khác nhau, miễn là các bạn ở cái vùng đất trên chữ F này. Thì từ trung du, đồi núi đến đồng bằng thì chúng tôi đều đi phục vụ đến tận nơi. Và chỉ trong khoảng trong ngày hoặc là đến ngày hôm sau là chúng tôi có thể bố trí một đội ngũ đầy đủ để có thể lấy khảo về đến tận nơi của quý vị để khảo sát cũng như là lấy thông tin nhu cầu của các bạn để đưa về phòng thiết kế để chúng tôi lên các cái ý tưởng cũng như là triển khai chi tiết một cái bản vẽ. Thì như các bạn biết là các bạn nhìn thấy đây, để tạo ra một cái bộ bản vẽ thì chúng tôi mất rất nhiều các cái công sức cũng như là thời gian để phục vụ các bạn một cách tốt nhất. Thì khi mà khảo sát như này thì chúng tôi cũng đang là dùng các cái công nghệ tiên tiến nhất hiện nay, đó là dùng thiết bị Flycam kết hợp với lại công nghệ GPS để quét toàn bộ các cái vị trí địa bàn của trong bán kính rất là xa. Sau đó thì chúng tôi sẽ về đổ lại trên két. Và cái điều này sẽ làm cái việc khảo sát của chúng tôi chính xác lên đến đơn vị là mm. Nên là quý vị rất là yên tâm về cái vấn đề là chúng tôi khảo sát như này. Rồi, xin hẹn gặp lại mọi người ở khu đất nhé. Hôm nay em đo lại. À, đây là hiện trạng của nhà anh Điểm ở thôn Trung Hậu, ở Yên Mạc, Yên Lạc. Bây giờ tôi sẽ ra bên ngoài để quay cụ thể. Đây là cái cổng để đi vào khu đất của nhà anh Hậu, nhà anh Điểm. Đây. Bên ngoài xe ô tô chúng tôi đang đỗ kia. Là một cái cổng, một cái đường 5 mét. Bắt đầu tôi đi vào bên trong. Đây là toàn bộ cái nhà này về sau đập hết này. Cái nhà này đang tính là... Bây giờ anh mô tả cho em là cái nhà mới sau này mình đặt anh lên vùng nào ở khu đất này. Nói này nó rõ hơn. Vâng. Vâng. Hiện nay nó có cái nhà biệt thự đây rồi đúng không? Vâng. Vâng. Nếu mình tụt xuống quá thì trong xấu là mình bối tiếp ở đây chỉ hở lại khoảng tầm 3 mét thôi thì nó đẹp, thì nó đẹp. Đúng. Chứ nếu mà anh nhồi lên thì xấu, nó tụt quá thì nó hấp cái nhà. Thế khi được cái nhà này thì cái nhà này lối tiếp tụt, cái nhà này tụt hơn cái nhà này tí thì nó thành một gối bậc thang. Trông rất là đẹp, nó đẹp quang cảnh chung. Đúng. 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 Đúng.
Đúng rồi. Còn nếu mà chú mà lại quánh bằng cái nhà này thì không đẹp. Tức là làm sao cái bậc của mình ấy nó sẽ ở khoảng phạm vi đây. Rồi rồi. Được cái nhà của mình từ đây nó dần về sau. Về sau. Ý thế. Có nghĩa là cái ý trước hôm đó bắt đầu cái nhà chưa nói sảnh thì nó nằm ở đây này. Vâng. Đúng không? Và thừa nhiều quá thì xong thừa nhiều đất con đất phí cho đẩy lên. Bắt đầu là chưa có sảnh. À rồi rồi chưa có sảnh thì đấy, ở đây. Đấy thì sảnh về phía trước. Đó. Thì mục đích là làm sao mà tụt được cái so với cái khuôn cái nhà đằng trước kia. Xây cái chỗ đằng sau là sát nhất có thể. Có nghĩa là gần như là thừa thừa đâu bỏ đấy. Sau này mình vẫn sử dụng bên sau mà. Vâng. Sau là nó sử dụng nhiều vấn đề đằng trước này mình chỉ sau này mình chỉ cho làm cái vườn cây. Từ trước sau này toàn bộ vườn cây là sân đỗ ô tô. Ý tưởng của anh là như này là làm sao là anh xây đây để mà trồng cây trồng hoa trúc các thứ chạy một phát chạy dọc từ đây đến kia mà hết cái khu này. Bên kia mình em cách là 50 phân rồi nhá. Cái mặt bên này đấy. Thì chỉ để có cái máy hắt nước thôi mà. Đó, bên này là đất lấy cửa sổ thôi. Bên ở bên này mới còn mà thôi là cứ cách ra khoảng. Không, bây giờ thế này, bên này đất bên này nó lại lùi về trước. Cái đất này nó mới héo. Đầu này thì lại không được mười mũi đầu này là cái đất tường này lại lồi ra này. Lồi ra cho nên cái đằng sau nó sâu hơn, đấy mình đo đằng sau là sâu hơn. Cho nên cho lên là mình muốn lấy vuông rồi, thì rồi, mình sẽ rồi, phải rồi. Lấy đến mức độ này đổ lên thôi. Rồi. Thì để cho nó vuông. À, đây thì không đây. Theo cái đấy. Kể cái vuông này. Từ cái nhà nhỏ này thì bằng cái cổ đất vừa đã đo. Không nhưng mình để lấy cân không lấy theo cái đấy mình ăn theo cái vật cái này là đằng kia nó lại chạy nhóm nhóm này đất của mình nó rộng như thế này đúng không mặt tiền đằng trước của nhà bắt đầu của mình từ đây đúng không thì mình lấy luôn từ đây đi không lấy mình lấy theo cố định cái mặt hẹp nhất này của mình không bởi vì đất nhà mình nó rộng. Có nghĩa là ý anh là làm sao cái nhà là đẩy lùi hết cái đất này hết có thể tận rồi. Dụng để lấy cái đằng kia nó rộng vâng, sử dụng vâng. Đấy có nghĩa là bao giờ đất của mình coi như mái mới là chảy vừa hết đất luôn vâng. Đấy thì là để mái bao nhiêu để chảy không sang đất bên này đất của ông anh vợ chứ không phải đất của ai cả rồi, nhưng rồi. Mình cứ làm hàng xóm nhưng mình làm vẫn phải đúng vâng. Không thì đến lúc là danh của chị ngoài 1 mét đây để cho không bây giờ không tính được bây giờ có đâu sử dụng còn phải trước kia cần phải cho người ta đất nhưng bây giờ không đòi được ví dụ bây giờ không nói nữa bây giờ người ta đã xây tường rồi để cho người ta tất đấy không đến lúc này đến lúc này là thành anh em đo nhau phát nhá không bây giờ đo mặt tiền đi đo mặt tiền xong rồi đo đằng sau là mình căng ra là mình biết được là bên nào đang bị kích thước nó hẹp hơn. Đúng này là điểm nhà đầm nhạt nhất. Nhạt đây nhà mình làm từ đây mà. Nhưng mà ngoài này mình căng một phát đấy. Căng một phát ở đây mình có làm đâu. Anh ơi. Đứng đây nhà làm chỗ này là mình đo luôn từ đây. Không, đây từ đây cơ mà nếu mà nhà. Từ đấy, đấy. Nhà lên đấy ăn đi lên đây thì 11 mét thì xe máy rồi các bà các chú. Bây giờ đây anh em mình lên đây thì xe máy trở lên đó là 11 mét. Đấy là cái sảnh nó không qua. Đây là cái độ vuông này. Đây là cái điểm cuối cùng là điểm của độ vuông. Vuông theo cái chiều này. Đây là điểm của góc này. Cái là nhà mình sang kiến nhà mình sử dụng. Rồi em hiểu rồi. Cái bậc có thể nó ra đến đây sau nhà là mình lấy thẳng theo thẳng lên đây. Rồi là đến đây gì? Đấy. Có đến khi nó lùi. Nó lùi. Nó lùi. Vâng vâng. Lấy cái bức tường ở đây. Đây để cho anh căng lần này đi. Đây, căng. Chỗ này đang bị phình này. Đây anh để vào cái điểm mà vuông đi. Đây đúng không? Bây giờ đấy làm cái này đấy làm tường làm chuẩn luôn cho nó dễ. Không phải đo anh người nó chơi dịch chỉ có 20 phân đâu. Đấy nó lớn 15 mét bao nhiêu bây giờ? Cứ đo cho nó chuẩn. Còn đến cái tường hoa đấy gì? Đó hết đến cái tường kia đi. Hết cái tường kia đi xong tự bọn em sẽ căng. Đấy, đưa cho anh xem. Không. Đo hết sang cái tường bên này ạ. Đấy, hết cái tường đấy. Đấy, hết đất đi anh. Kéo căng ra. Căng ra. Không trúng. Đấy các bạn để ý là cái khu đằng trước này sau này sẽ chỉ là để sân và cái hành lang mà tay tôi chỉ đây này là bác ấy sẽ trồng loạt trúc chạy thẳng vào bên trong này cái trúc và cây cảnh. Nó lấy cân nó chỉ thấy là
Đây bắt đầu đo chiều sâu. Mình gách này phải kéo về sâu. Ai đâu đo bằng 16 mét. À vừa nãy cậu vừa đo đúng không? Rồi, vừa đo được mắt là sao? 16 rồi. Vâng. Đây từ điểm ép tường này đến về cuối đằng sau này là 16 mét. Anh đi hẳn ra sau đi. Đây tường bên nhà xóm. Đây thì sau này cái ngôi nhà này sẽ đập bỏ đi hết này và sẽ xây ra sát cái mép tường đằng sau này. Hiện tại đây thì đây là cái vườn nuôi gà của gia chủ. Giữa đất thì rộng nhất.
Tức là nó sẽ hơi bị, tức là đầu này thì to này, đầu trước là to này, nhưng mà đi vào thì nó hẹp dần ở đây.